Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh hôm nay, trong nội dung phần tin, mời quý vị và các bạn theo dõi bài Quế Võ với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tiếp đó là tiết mục pháp luật và đời sống, phần cuối chương trình nhân tháng hành động phòng chống ma túy. Mời quý vị và các bạn theo dõi một số nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tại các điểm thi trên địa bàn huyện, thanh niên tìm được việc làm, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân tại các địa phương tham gia thực hiện nếp sống văn minh nông thôn. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Quế Võ triển khai tích cực, nhất là gắn việc làm theo Bác với nhiệm vụ của địa phương đơn vị, giải quyết những vấn đề cấp thiết với đời sống nhân dân. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Quế Võ được các cấp các ngành địa phương chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Tiết mục Pháp luật và đời sống. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số điều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Điều 22, vi phạm quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp thực phẩm. Phạt tiền từ 1 đến 2 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi buôn bán lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm mà có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, nhân tháng hành động phòng chống ma túy, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân, tệ nạn ma túy đang là hiểm họa của các quốc gia trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS, làm tổn hại tới sức khỏe, sống. Alo, chị Hoa, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế này? Tuấn à, chị muốn nhờ em tư vấn lại đây. Dạo này đất khu công nghiệp hot quá, báo chí đăng tin giá đất mấy khu này tăng suốt ngày. Đợt trước em rủ mua cùng mà chị đắn đo, giờ thấy tiếc quá. Không biết mua bây giờ còn được không em? Có tiền thì mua sớm đi chị, có luôn dự án hot cho chị đây. Dự án nào thế em? Dự án Sing Garden của chủ đầu tư Singland. Vợ chồng em tính mua thêm một lô nữa để mở cửa hàng kinh doanh. Dự án nằm ngay tuyến đường huyết mạch, nối liền 3 khu công nghiệp lớn, sát ngay khu dân cư đông đúc, rất tiện kinh doanh, để ở hoặc là cho thuê. Ôi, hay quá, thế em có thông tin gì về giá không? Dự án sắp mở bán trong tháng 6, giá quá tốt, chỉ từ 1,9 tỷ một lô, bàn giao xây hoàn thiện mặt ngoài, lại đang có chính sách chiết khấu 2% khi thanh toán sớm. Chưa hết, chủ đầu tư Singland còn có chính sách thuê lại, lợi nhuận cam kết lên tới 10% một năm nữa chị ạ. Nghe hấp dẫn thật đấy, cuối tuần này chị xuống Bắc Ninh, em dẫn chị đi xem trực tiếp dự án, rồi chị em mình chốt luôn nhé. Ok, nhất trí luôn, chị em mình về làm hàng xóm thì con gì bằng. Sing Garden, cộng đồng văn minh, sinh khí phát tài. Hotline 0902 498 355. Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.